thưởng thức các món ăn, bánh trái và ẩm thực đặc trưng của các quốc gia này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. You should see how lovely the campus. Thử vé máy bay trực tuyến và được. Là đúng sự thật, nhiều người dân đã chuyển tiền để đăng ký cho con em mình tham gia. Regular. We had leave of absence from college. Đóng giờ theo dòng thời sự trên mục studio mở. Âm nhạc trên môi trường số, thói quen xài chùa và lỗ hổng pháp lý. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu tính giả. 8:30 thể thao 7 ngày. Vì sao Champions League được xem là giải đấu hàng đầu thế giới cả về chất lượng lẫn tính giải trí. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng. 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật. Kiện toàn bộ máy kiểm ngư đồng hành cùng ngư dân bám biển. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống. 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, tăng cường kiểm tra giám sát sau khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. 11 giờ bản tin thể thao. 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo AI, tiềm năng thách thức với cộng đồng startup. 12 giờ thời sự trưa. 13 giờ kết nối công nghệ, phòng chống tấn công mạng, nâng cao tính chủ động trong phòng vệ và giặc. Là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc Vòng thứ 10 của họ Crazy World năm 1990, được sáng tác bởi ca sĩ chính của ban nhạc Klaus Mann và sản xuất bởi Ken Olsen năm 1991 và trở thành bài hit trên toàn thế giới, ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức và khắp châu Âu. Bạn, quan niệm ăn gì bột không và lời khuyên của chuyên gia về sử dụng thực phẩm thời hiện đại. 15:50 Hải Dương, dự án mở rộng đường Côn Sơn Kiếp Bạc, dân khốn khổ vì phương án bất nhất. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện trên đường biên giới. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Xin thưa với quý vị và các bạn, tối ngày hôm nay là tối thứ bảy, cũng làm tí nút lá chuối cho nó giãn xương giãn cốt. Thế nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay sư phụ U76 ở coi như thế là Dĩ An Bình Dương Ano bảo là ngày mai là ngày chủ nhật, sư phụ là tới coi như thế là lấy hai chiếc radio trong veo trong như nước mưa về để tặng bạn già. Hay là tối nay làm vài chén xong cũng làm bài ca bên canh võng, xong ngồi vào đây sờ lần nắn bóp mới được một số cái vỉ radio nó đạt tiêu chuẩn của người nông dân, đó là trong veo trong như nước mưa. Ngày mai thì sẽ lắp vào. Không biết sư phụ đến sáng hay đến chiều, nhưng thông thường là sư phụ đến chiều. Thì buổi sáng ngày mai là ngày chủ nhật thì cũng có tí thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng mà trong cái tí thời gian nghỉ ngơi đấy thì cũng sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành hai cái chiếc radio trong veo cho sư phụ, để sư phụ tặng bạn già của sư phụ. Thôi thế dừng video ở đây, cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện nhắn tin ý, mà chưa trả lời được nha, mình chưa trả lời được thì thông cảm cho. Có rất nhiều việc, tí tỉ việc ấy, chứ không phải có mỗi cái việc là ngồi đây đi loa đài đâu. Đây là một lần nữa mong quý vị và các bạn cũng thông cảm cho nha. Hay ngày mai là ngày chủ nhật thì ai cũng thế thôi, ngày mai ngày chủ nhật thì công việc thì là công việc, thế còn ngày mai là ngày chủ nhật thì nó vẫn là ngày chủ nhật. Mà ngày chủ nhật thì bao giờ cũng vậy, nó khác thường hơn so với những ngày khác. Hay nói cách khác, ngày chủ nhật là ngày nghỉ nha.
thì mình là nông dân thì không có chủ nhật, thế nhưng mà ngày mai là bu em là công nhân thì có ngày chủ nhật, thế xong rồi lại các cháu nó có ngày chủ nhật, thế nhiều khi mà chả biết đâu được có đầy hôm mà chúng nó cho đi chơi ấy nha. Trân trọng cảm ơn các đồng chí, chào sông Mã anh hùng, merci merci beaucoup. Đây là toàn bộ đài Sony B5S MK2 sư phụ yêu cầu đấy.